Hello anh em, welcome mọi người trở lại với channel của mình. Và mình là Nhất Huy đây. Ok, và trở lại với chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật với mình về những thông tin và xu hướng của thị trường, đặc biệt là cái xu hướng của đồng Bitcoin là đồng đi đầu, đồng lead thị trường đúng không? Chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại trên nền tảng của Coin360 ấy, họ đang thống kê rằng là nguyên một cái market của Bitcoin ngày hôm nay đã có một cái màu rất là xanh đúng không? Đó, và những màu xanh này thì hiện tại nó cũng đang tăng trưởng gọi là hồi phục nhẹ trở lại mà thôi. Bitcoin vẫn đang ở cái vùng là 23.300 và mình đã cho mọi người trade từ cái vùng là 22.700 cho đến vùng là 23.400 đó. Thì mọi người có thể cân nhắc trade những khoảng đó nhé. Hiện tại Bitcoin chưa breakout qua vùng đó được ấy, thì chưa xác định rõ xu hướng tăng của Bitcoin đâu, mà rất là nhiều thông tin không được tốt cho lắm. Đặc biệt ấy, trong tuần này thì chúng ta sẽ đón nhận một cái thông tin mình đã biết cho mọi người trên nền tảng của Telegram đúng không? Đó là cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI lạm phát của Mỹ ấy. Họ sẽ công bố vào ngày mùng 10 tháng 8 lúc 19:30 theo giờ Việt Nam. Mọi người sẽ để ý thông tin này nhé. Nếu mà nói rằng là để trade coin hay hoặc là hold coin thì thôi, chúng ta phải theo dõi và follow thị trường. Không thể nào chúng ta chỉ làm một cái mảng gọi là chúng ta giỏi phân tích kỹ thuật, nhưng mà nếu mà không follow các thông tin bên ngoài thị trường ấy, thì cũng không ổn đâu. Chúng ta sẽ cần phải gọi là đa ngành hơn một chút, vừa phải là follow thông tin bên ngoài thị trường, vừa phải phân tích về cơ bản và gọi là phân tích kỹ thuật nữa, gọi là áp dụng nhiều các cái thông tin và chỉ số khác nhau ấy, để mọi người sẽ đưa ra một quyết định trước khi trúng tiền nhé. Mình cũng nhắc mọi người rồi, tất cả thông tin bên ngoài, những ai mà họ bảo mọi người mua coin A, coin B ấy, thì mọi người sẽ cần phải check lại những cái thông tin. Mình đã có các cái video hướng dẫn cho mọi người để có thể là check được những cái phần gọi là token lạm phát như ra làm sao này, hoặc là lịch trả coin ấy. Đó, những cái thông tin rất là quan trọng. Mọi người có thể là vào danh sách phát này nhé. Đó, chúng ta sẽ chọn đến cái mục của video cho người mới này. Ở trong này thì mình đã biết cho mọi người rất là nhiều thông tin này, một số các cái đồng cũng có hướng dẫn gọi là mua bán cụ thể luôn cho mọi người và tránh những trường hợp scam ở trên sàn Binance đó. Thì mọi người có thể xem lại như đây, ví dụ như video check về cái lịch trả token, đây là một cái video rất là quan trọng để cho mọi người khi mà tham gia đầu tư vào một dự án, mọi người nhớ xem video nhé. Đó là một số thông tin mình update cho mọi người. Ok, và trở lại với thông tin chủ đề á, thì mọi người có thể thấy rằng là sắp tới đây chúng ta sẽ đón nhận một thông tin rất là lớn đến từ Ethereum, là một cái mạng lưới hiện tại đang được các nhà đầu tư rất là lớn trên thị trường đúng không? Sau Bitcoin đó, Ethereum thì nó còn cho các nhà phát triển DApp vào trên nó nữa, cho nên là nó sẽ trở thành một gọi là DeFi đầu tiên, chứ còn không như Bitcoin thì Bitcoin không cho phát triển DApp đúng không? Ok, và Ethereum thì ngày 19 tháng 9 mình update cho mọi người rồi, nó sẽ diễn ra một cái đợt gọi là Remus, và nó sẽ chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake. Đó, thì hiện tại đây những thông tin rất là tích cực là nguyên trong 38 ngày vừa qua thì cái mạng lưới của Ethereum có cái phí gas giảm xuống rất là sâu. Đó, lịch sử đã giảm rất là sâu từ năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại đúng không? Trước đây khi mà chúng ta giao dịch ở trên các nền tảng, khi mà nói đến phí gas của Ethereum ấy, thì mọi người rất là ngại bởi vì nó rất là cao. Bình thường có thời điểm nó cao đến tận 6-70 đô khi một cái lệnh mọi người transfer ở trên mạng lưới của Ethereum đó. Hiện tại đây thì nó giảm rất là thấp rồi, có thời điểm giảm xuống sâu nhất là 1,46 đô la. Và còn sâu hơn nữa, đó, thời gian tới đây thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều các mạng lưới Ethereum sẽ được hỗ trợ như vậy. Và mới đang testnet thôi mà phí gas của Ethereum đã giảm được đáng kể như vậy rồi. Đặc biệt thì Ethereum sắp tới mà tăng thêm một tốc độ chuyển đổi nữa ấy, thì chắc chắn là mạng lưới Ethereum sẽ rất là bùng nổ, đặc biệt là cái đồng Niji Token là cái đồng ETH nhé. Thì những ai vốn lớn mình đã khuyên mọi người rồi, có những video gọi là đầu tư về ETH là những đồng coin trong top 3 đồng coin đầu tư an toàn ở trong cái mùa downtrend này đúng không? ETH thì mọi người nếu mà bắt được ở những cái vùng giá trước đây mình phân tích cho mọi người, Bitcoin rơi vùng 17-18.000 á, thì lúc đó mọi người có thể là giữ x2 thì đã x2 rồi. Mình nghĩ rằng là từ cái giá đó còn có thể là x3 được nhá. Ok không ạ? Và hôm trước thì mình có cho mọi người bắt tiếp tục ở cái vùng là 1.400, vùng đó mình cũng có gọi là đưa ra cái TP cho mọi người là có khả năng có thể là x2 được khi mà Christmas sắp tới diễn ra nhá. Ok, và đó là một số thông tin mình cập nhật cho mọi người về ETH. Thông tin tiếp theo đó là CEO của Tesla là ông Elon Musk, trong ngày vừa qua thì ông siêu rất là nhiều cho cái đồng Dogecoin đúng không? Tuy nhiên thì Dogecoin cũng đã có một cái thông tin rất là quan trọng, đó là nâng cấp lên một cái mạng lưới, một cái nền tảng mới, thì mọi người có thể là cập nhật thông tin đó của Dogecoin nhé. Thì ở cái thông tin này đây thì CEO của Tesla là ông Elon Musk, ông có nói rằng là hiện tại thì cái lạm phát đã đạt đến đỉnh điểm và nó sẽ có khả năng sẽ kéo dài đến 18 tháng nhé. Cái thông tin này thì ông đã chia sẻ trong vòng thứ năm thường niên của Tesla trong thời gian vừa qua đúng không? Mọi người có thể xem lại thông tin đó trên nền tảng của báo New Bitcoin. Ok, và một cái thông tin nữa đến từ Mana, mạng lưới của Decentraland ấy. Thì Decentraland đã xây dựng một cái ATM ở trên trong cái nền tảng game của mình để cho mọi người có thể rút trực tiếp Bitcoin, Mana và một số đồng tiền điện tử khác ở trong cái mạng lưới game của mình ấy, về trực tiếp tài khoản mọi người luôn. Đó, thì những ai mà chơi cái game này thì mọi người có thể để ý thêm thông tin này nhé.
Và một cái thông tin nữa mình xin lướt nhanh qua cho mọi người thôi, đó là CEO của sàn Binance, đó là CJ, thì ông ấy đã có rất là nhiều cái tweet, và đặc biệt thì trong ngày vừa qua mọi người theo dõi cái Twitter của CJ ấy, thì liên quan đến cái sàn giao dịch tiền tử Warrix nhé. Sàn giao dịch này thì nó đang có một cái lùm xùm là hiện tại ấy, thì theo Enforcement Director, cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ thông báo rằng Warrix đã đóng băng tài khoản của nhiều tài khoản hiện tại đang giao dịch ở trên Warrix. Warrix thì đã được liên kết với cả sàn giao dịch tiền tử lớn nhất đó là Binance, và cái cuộc điều tra được thực hiện, Warrix bị nghi ngờ gọi là vi phạm các quy định về ngoại hối. Ok, và cái thông tin này thì đã được CJ bác bỏ bằng CJ thì ông có nói rằng là cái sàn giao dịch Warrix này thì hiện tại chưa được Binance mua lại đó, ông có thông tin ở trên này. Và tuy nhiên ấy, thì cái ông Little City này, thì ông này là CEO của Warrix, thì ông nói rằng là hiện tại đây thì Warrix đã được Binance mua lại rồi, chứ không phải là chưa được Binance mua lại như kiểu CJ đã nói. Đó, hiện tại thông tin là Binance đang gọi là đang được tranh cãi và chưa được gọi là xác thực lại. Mọi người có thể theo dõi thông tin này trên các nền tảng Twitter hoặc là các cái thông tin liên quan đến báo nhé, thì họ sẽ update cho mọi người về thông tin này. Tuy nhiên thì cập nhật lại đó là Binance thì đang liên quan đến vụ ôm sùm của Warrix, và Warrix thì hiện tại đang đóng băng tài khoản rất nhiều người. Ok, đó là thông tin về Warrix. Tiếp tục thì sẽ có một cái đợt rửa sắp tới của Ethereum ấy, thì nó đang tách ra hai cái đồng coin liên quan đến là Ethereum Work và Ethereum Stake đó, Proof of Work và Proof Stake nhé, nó viết tắt là WETH, và một cái đồng coin nữa đó là SETH. Thì một ETH này thì mọi người có thể đổi được hai cái đồng coin là SETH và WETH đó. Thì hai cái đồng coin đó hiện tại đã được listing và được cái sàn Poloniex của Justin Sun listing trên sàn đó và đang được giao dịch hỗ trợ đó. Tuy nhiên thì mình không khuyên mọi người gọi là giao dịch ở trên đó đâu, mọi người cũng hạn chế đừng có một chuyển đổi sang hai đồng coin đó, bởi vì là mình nghĩ rằng là nó cũng không có hay ho gì về cái nền tảng gọi là cái đồng WETH ấy. Nó thuộc cái nền tảng như kiểu là được cái đồng ETC nhé, hiện tại đã có ETC rồi thì tách ra thì nó không có tác dụng gì cả, cho nên là mọi người cũng hạn chế chơi hai đồng đó thôi. Ok, và mọi người giữ ETH thì mọi người cứ giữ ETH thôi nhé, hạn chế chuyển đổi sang hai đồng coin đó. Thực sự là mình sẽ update lại cho mọi người cái thông tin này tại sao là không chuyển đổi sang nhé. Ok, và đó là một cái thông tin đó. Và hiện tại đây thì cái giao thức rất là lớn về nền tảng Oracle là Chainlink nhé, hiện tại họ cũng đã đưa ra thông tin là họ sẽ không hỗ trợ nhé, không hỗ trợ các phân nhánh của Ethereum phân tách ra gồm có cái đồng WETH và đồng SETH nhé. Đó là cái thông tin của Chainlink. Ok, và bây giờ mình sẽ phân tích nhanh cho mọi người về cái xu hướng của Bitcoin luôn nhé. Mọi người thì thấy rằng là hiện tại theo Glassnode ghi nhận ấy, thì các hợp đồng tương lai vĩnh viễn trong ngày vừa qua thì giao dịch rất là thấp, được ghi nhận trên sàn BitMEX và một số sàn khác. Nó cũng tương đương với việc hiện tại thì các cái tỷ lệ về Q long short ấy, về cái liquidation ấy, thì trong 24 giờ vừa qua mọi người thì thấy rằng đấy, cái lệnh thanh lý chỉ có 47 triệu đô thôi, một con số rất là nhỏ đúng không? Đây, trong ngày trước ấy, thì mọi người thấy rằng là đỉnh điểm có thời điểm là cao nhất là hơn 1 tỷ đô cơ, và bình thường trung bình khoảng tầm 200-300 triệu, và ngày hôm nay 24 giờ thì chỉ có 47 triệu đô mà thôi. Và khi mà mọi người xem ở trong các cái chỉ số về Farming Rate nhé, Farming Rate thì trong một ngày vừa qua thì ở hết tất cả các sàn mình chỉ xem Bitcoin thôi nhé, thì nó là màu đỏ đúng không, đang là màu đỏ, hoặc là 7 ngày vừa qua thì tương tự như vậy thôi, đang là màu đỏ như vậy. Có nghĩa là hiện tại ấy, thì cái tỷ lệ về những người đặt vị thế short sẽ nhiều hơn đối với cả tỷ lệ những người đặt vị thế long, nhiều hơn một chút thôi. Còn khi mọi người xem về các cái tỷ lệ long short ở đây ấy, thì hầu như là nó đang gọi là bằng nhau. Đây, tỷ lệ người vị thế mua cũng như là người vị thế bán thì hầu như là bằng nhau. Thì Bitcoin trong ngày vừa qua vẫn đang sideways và hầu như là chưa có cái lệnh kêu long short nhiều mà. Ok, và đó là thông tin liên quan đến các cái chỉ số về funding rate. Thì mình nghĩ rằng là funding rate khi mà nó âm ấy, thì thường sẽ xuất hiện những cái lệnh kêu kêu short đó, thì kêu short thì nó sẽ xuất hiện, nếu mọi người đặt lại lịch sử thì thường sẽ là như vậy thôi nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ phân tích nhanh cho mọi người về cái xu hướng ngắn hạn của Bitcoin nhá. Chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại đây thì Bitcoin đang giao dịch ở cái vùng giá mình đã kể cho mọi người và đã cho mọi người trade luôn đó. Cái vùng giá đang trade rất là ok luôn đúng không? Nó cứ giảm xuống tăng lên. Nếu mà nói thật là nếu mà anh chị em chúng ta long short ấy, thì mọi người đặt stop loss quản lý ok thì mọi người chơi cái vùng đó khá là tốt ạ. Tuy nhiên thì mình không khuyên mọi người chơi long short đâu nhá, bởi vì long short là bộ môn quản lý rủi ro, quản nói chung là mọi người sẽ phải quản lý rất là tốt, quản lý chặt chẽ và kỷ luật ấy, thì mọi người có thể là chơi được. Mọi người nếu mà ai người mới hoặc là mọi người mới chơi được 1-2 năm gì đó thì mọi người cũng hạn chế thôi, bởi vì là nhiều người như mình thế thôi, mình chơi 1-2 năm thì mình vẫn còn cháy hết cả tài khoản luôn đấy, nên mọi người cũng hạn chế nhá. Long short thì bình thường ăn được rất là đậm, tuy nhiên thì mình nói rồi, ăn được 1 tỷ thì có thể là mất 2 tỷ đó. Tuy nhiên thì mọi người chơi spot thì ăn được 500 triệu thôi, mọi người rút ra thì vẫn rất là ok đúng không? Đấy là cái điều mình đã chia sẻ cho mọi người trong Telegram. Mình sẽ phân tích cho mọi người về cái Bitcoin hiện tại nó đang hình thành cái mô hình như kiểu là một cái mô hình bậc thang ở đây.
Có nghĩa là cái đỉnh trước ấy, thì nó sẽ cao hơn đỉnh sau, và cái đáy trước cao hơn đáy sau đây. Và theo phân tích ngắn hạn của mình thì khả năng là Bitcoin từ cái vùng này sẽ vẫn có thể tăng trưởng lên cái vùng là mình đã kể cho mọi người đây, là cái vùng tham khảo nhé, 25.400 gì đó. Và sau đó thì Bitcoin sẽ tiếp điều chỉnh xuống, điều chỉnh xuống ở trong cái khung này, và nếu mà nó thủng qua cái khung này thì khả năng là sẽ về cái vùng 19.000 nhé. Đấy là cái phân tích về ngắn và trung hạn của mình ở trong khoảng thời gian tháng 8 này, thì mọi người có thể theo dõi về cái phân tích này của mình. Ok, và mình đã phân tích nhanh cho mọi người về cái xu ngắn hạn của Bitcoin nhé. Mọi người cảm thấy clip này hữu ích, để lại một like, một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Mọi người nhớ nhé, thông tin ở trong video chỉ mang chất tham khảo thôi và không được xem lời khuyên đầu tư nhé. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị em những video sau.